lục quanh ở đâu hay chị giùm tôi với. Anh Dương Quanh, em còn sống em về phải không Quanh? Dạ em về với anh bằng xương bằng thịt. Nay em về sớm hợp bên anh. Rồi đừng khóc nữa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.